lành. Gioan chương 10. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Nơi bì trước của cuốn giáo lý của Hội Thánh Công Giáo có một hình vẽ bằng những nét phác họa đơn sơ. Hình này dựa trên bức khắc của một phiến đá ở ngôi mộ cổ trong hang Toại Đạo ở Roma vào cuối thế kỷ thứ 3. Ta thấy hình một người chăn chiên đang ngồi. Một con chiên nằm ở kế bên, quay mặt vào anh. Người chăn chiên tượng trưng cho Đức Giêsu mục tử. Tay trái, Ngài cầm chiếc gậy để dẫn dắt và bảo vệ chiên. Tay phải, Ngài cầm chiếc sáo đưa gần miệng, thu hút con chiên với cung điệu du dương. Cả người chăn chiên và con chiên đều ở dưới bóng cây. Đây là cây sự sống, cây thánh giá cứu chuộc nhân loại. Hình ảnh người mục tử an bình bên cạnh con chiên cho thấy linh hồn người đã khuất cũng mong được an nghỉ trong hạnh phúc của cuộc sống vĩnh hằng. Trong bài tin mừng hôm nay, hai lần Đức Giêsu ví mình là người mục tử tốt, năm lần Ngài nhắc lại nét đặc trưng của người mục tử, đó là hy sinh mạng sống cho đàn chiên. Ai cũng quý mạng sống mình nhiều hơn thứ khác. Đức Giêsu khẳng định, chỉ ai yêu bằng tình yêu lớn nhất mới dám hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Như thế, mục tử tốt là người coi chiên như bạn và yêu chiên bằng một tình yêu lớn lao. Đàn chiên thuộc về người mục tử là một với người ấy, nên người mục tử dám sống chết với đàn chiên. Đây là điểm khác biệt giữa người mục tử và anh chăn thuê. Anh chăn thuê không quan tâm đến chiên vì chiên không thuộc về anh, nhưng thuộc về ông chủ. Vì không chút gắn bó với chiên, nên khi bị sói dữ đến, anh chăn thuê bỏ chiên mà chạy, mặc đàn chiên tan tác. Anh ta coi mạng sống mình trọng hơn chiên. Còn người mục tử tốt thì coi chiên trọng hơn mạng sống. Trong Cựu Ước, Đấng Mêsia bởi dòng David là một mục tử.
người mục tử có nhiều trách nhiệm với chiên, nhưng không thấy cựu ước nói đến chuyện hy sinh mạng sống. Đức Giêsu chính là đấng Messia, vị mục tử do Cha sai đến. Trong cuộc chiến bảo vệ chiên chống lại sói dữ, vị mục tử Giêsu có vẻ như đã thua cuộc, thậm chí Ngài đã chết trong cuộc chiến ác liệt này. Nhưng Đức Giêsu cho thấy Ngài không thua cuộc. Ngài chết không phải vì ở thế yếu, nhưng để vén mở một tình yêu tự nguyện. Mạng sống này không ai lấy đi khỏi tôi, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Cái chết không phải là một thất bại, nhưng là để cho thấy quyền năng của đấng phục sinh. Tôi có quyền hy sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh tôi đã nhận từ Cha tôi. Cứ sự thường, khi mục tử chết thì đàn chiên cũng tan, nhưng mục tử Giêsu chết để đàn chiên được nguyên vẹn. Không ai cướp được chúng ra khỏi tay tôi. Ngài chết để quy tụ những chiên chưa thuộc về ràng, những chiên chưa nhận biết được tiếng của Ngài. Ước mơ của Ngài là sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Trong Chúa Nhật hôm nay, khi chiêm ngắm Chúa Giêsu mục tử, chúng ta cầu cho các vị mục tử trong hội thánh được ơn hiểu biết nhu cầu của chiên và quan tâm đến chiên, dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi và bảo vệ chiên khỏi sói dữ, đưa chiên lạc về một ràng và hy sinh mạng sống mình vì chiên. Nhờ đó, cả nhân loại thành đoàn chiên của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến hội thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho hội thánh sự hiệp nhất và yêu thương để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho hội thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùng bước. Đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì hội thánh trở nên men, được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì hội thánh thành cây to bóng rợp, để chim trời, muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho hội thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận có lùn trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời đang gần bên. Amen. Ngày 21 tháng 4, Thánh Anselmo ở Canterbury, giám mục tiến sĩ hội thánh, sinh năm 1033, mất năm 1109. Là một thanh niên lãnh đạm với tôn giáo, Thánh Anselmo đã trở nên một trong những nhà lãnh đạo và thần học gia vĩ đại của giáo hội.
Ngài có danh xưng ông tổ phái kinh viện vì những cố gắng phân tích và làm sáng tỏ các chân lý đức tin qua sự hỗ trợ của lý lẽ. Thánh Anselmo sinh năm 1033 tại Aoste, nước Ý, trong một gia đình quyền quý thuộc Piemont. Ngài được người mẹ đạo đức chăm sóc và dạy dỗ về giáo lý, và ảnh hưởng tốt đẹp ấy đã kéo dài suốt cuộc đời ngài. Khi 15 tuổi, Anselmo muốn gia nhập một đan viện nhưng bị từ chối vì sự chống đối của người cha. Sau thời gian 12 năm sống trong sự thờ ơ tôn giáo và theo thói đời, sau cùng ngài đã trở thành một đan sĩ như lòng mong ước. Ngài gia nhập đan viện Bec ở Normandy. 3 năm sau ngài được bầu làm đan viện trưởng và 15 năm sau ngài được bầu làm viện phụ. Được coi là một nhà tư tưởng độc lập và độc đáo, Đức Anselmo được mọi người thán phục vì sự kiên nhẫn, hiền hòa và tài giảng dạy của ngài. Quả thật ngài hiểu biết nhiều về thực chất và đam mê của con người, đến độ dường như ngài đọc được tư tưởng và hành động của họ. Bởi đó ngài nhìn thấy các nhân đức cũng như tật xấu của họ và khuyên bảo họ một cách thích hợp. Dưới sự lãnh đạo của ngài, đan viện Bec trở nên trường đào tạo các đan sĩ, có ảnh hưởng đến các tư duy triết học và thần học thời ấy. Trong những năm này, theo lời yêu cầu của cộng đoàn, Đức Anselmo bắt đầu công bố các công trình thần học của ngài, có thể sánh với các văn bản của Thánh Augustino. Công trình nổi tiếng nhất của ngài là cuốn Quo Deus Homo, Tại sao Thiên Chúa làm người. Khi được 60 tuổi, ngài được bổ nhiệm làm Đức Tổng Giám mục ở Canterbury vào năm 1093, trái với ý muốn của ngài. Việc bổ nhiệm ngài lúc đầu bị vua nước Anh là William Rufus chống đối, nhưng sau đó phải chấp nhận. Rufus cố chấp nhận từ chối cộng tác với các nỗ lực cải cách giáo hội. Sau cùng, Đức Anselmo phải đi lưu đày cho đến khi Rufus từ trần năm 1100. Ngài được gọi về nước Anh bởi Henry thứ nhất, là em và là người kế vị Rufus. Tuy nhiên, Đức Anselmo lại bất đồng với Henry về việc nhà vua nhúng tay vào các vấn đề của hàng giám mục. Do đó, ngài lại phải đi lưu đày 3 năm ở Roma. Không chỉ lưu tâm đến hàng quý tộc, Đức Anselmo còn để ý và lo lắng cho người nghèo. Ngài là người đầu tiên trong giáo hội chống đối việc buôn nô lệ, và ngài đã được Hội đồng Quốc gia Westminster thông qua đạo luật cấm buôn bán con người. Ngài từ trần ngày 21 tháng 4 năm 1109 tại Canterbury, nước Anh, và được chôn táng tại nhà thờ chính tòa ở Canterbury. Đức Giáo hoàng Alexander thứ tư đã tôn phong hiển thánh cho ngài năm 1492, và Đức Giáo hoàng Clemente thứ 11 đã tuyên xưng Thánh Anselmo ở Canterbury là tiến sĩ hộ thánh năm 1720. Lời bàn: Thánh Anselmo cũng như bất cứ môn đệ trung kiên nào khác của Đức Kitô đã phải vác thập giá của mình, nhất là dưới hình thức chống đối và xung đột với những người đang nắm quyền chính trị. Mặc dù bản tính là một người hiền hòa và yêu chuộng hòa bình, Thánh Anselmo cũng nhượng bộ trước sự đàn áp và mâu thuẫn với các nguyên tắc đang bị đe dọa. Lời trích: trên thiên đàng không ai có sự khao khát nào hơn lại thánh ý Thiên Chúa, và sự khao khát của một người sẽ là sự khao khát của mọi người, và sự khao khát của mọi người cũng như mỗi người sẽ là sự khao khát của Thiên Chúa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.